Xin chào tất cả mọi người, nay An An quay feedback của một bạn Vũ Phương Uyên nha. Bạn này thì ở Thanh Hóa, thì An An sẽ quay từ lầu luôn nhá. Ngày 5 tháng 3 năm 2019 á, thì bạn có bạn hồi này: chị gái ơi, em thấy da em sao nó cứ vậy, không đỡ được tẹo nào hết. Tức là bạn đang bôi thuốc rồi, sắp hết 3 lọ thuốc rồi mà da vẫn xấu lắm. Tuần trước nó bong ghê lắm mà nay giờ không thấy bong nữa. Da trán tuần trước đỡ sạch mụn, nay mọc lượt mới, da vẫn thâm, nhăn và đen. Thì mình kéo nhanh xuống nhá. Em thấy không hiệu quả được chút nào, gần 3 tháng rồi. Lúc này là ngày 5 tháng 3 nha mọi người. Da của bạn này, bạn chụp da nhá. Đây là lúc là da đang bong đây này mọi người. An An kéo xuống này. Tất cả những hình ảnh mà An An đăng lên trên fanpage á, hầu như là tất cả khách hàng đều chụp về, chứ không, bởi vì kinh doanh khi mà An phân phối thuốc qua trên online ấy, thì hầu như là gửi đi toàn quốc, cho nên là An không có trực tiếp coi da được tất cả các bạn, mà da của các bạn là đều là được các bạn chụp về gửi về cho An không à. Da em hôm thì bong, hôm thì không bong nữa, nhìn xấu ghê. Mình kéo nhanh xuống phản hồi nhé. Nói chung là cái này là đang theo dõi này, kéo xuống này. Tới hôm ngày 13 tháng 5 nha mọi người, tức là nãy là ngày 3 tháng 5, bây giờ là sau 10 ngày. Em chào chị, bạn phản hồi này: em đã dùng 3 chai thuốc thảo dược An và sau hơn 3 tháng da em thay đổi như thế này chị. Tức là lúc đầu tiên là da bạn như vậy này mọi người, lúc này cũng là da bong rồi, sau bạn nhìn da chán này. Chị nhìn nè, ban đầu em sợ lắm, em không tin đâu, thế mà bây giờ da em như thế, em vẫn không tin nổi là nó đẹp như vậy. Cảm ơn chị nhiều nha. Cho nên là cảm ơn Phương Uyên đã tin tưởng vào An và tin tưởng vào thuốc để cố gắng sử dụng tới cuối cùng để được có một cái làn da đẹp. Chị chúc em luôn luôn có một làn da đẹp nhé. Và sau điều trị thì chúng ta sẽ chăm sóc đúng cách để tránh cái tình trạng mụn bị tái lại cho mình. Mọi người ơi, sau khi mà chúng ta đang điều trị á, da của cha trong thời gian điều trị nó hơi xấu, và có thể khi mà mụn ẩn á, vẫn còn đẩy lên, cho nên là chúng ta cứ tin tưởng theo An hướng dẫn sao thì mọi người tin tưởng theo An và làm như vậy nhá, để đảm bảo có một làn da đẹp, bởi vì An coi làn da của khách hàng quan trọng hơn cả làn da của An nữa. Cho nên mọi người cứ yên tâm nghe theo sự hướng dẫn của An đảm bảo cho chúng ta có một làn da sạch đẹp như ý muốn. Chúc tất cả mọi người nhanh điều trị khỏi mụn và có một làn da sạch đẹp. An sẽ làm những feedback tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.